Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương, một trận động đất kinh hoàng 4,2 độ Richter đã vùi lấp 3/4 diện tích một căn cứ quân sự ở tỉnh Hồ Bắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp. Tâm chấn trận động đất trên nằm ở độ sâu 3.000m và tâm chấn của nó chỉ cách con đập khoảng 18 km về phía đông. Hiện các cơ quan chức năng bảo vệ con đập phát đi thông báo cảnh báo đỏ. Vì trận động đất nói trên nhiều khả năng sẽ khiến cho con đập lớn nhất trên thế giới này bị vỡ, và khi nó vỡ, thảm họa của nó xảy ra là vô cùng thảm khốc. Tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết trận động đất đêm ngày hôm qua 30 tháng 6 đã làm cho 1.698 căn nhà bị vùi lấp, 300 ngôi nhà bị phá hủy và hàng ngàn ngôi nhà khác bị hư hỏng. Hiện các cơ quan cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc đang tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết trong đêm ngày hôm qua 30 tháng 6 đã có khoảng 12 triệu người dân của Trung Quốc ở các tỉnh lân cận phải di tản gấp trong rạng sáng ngày hôm nay, làm cho cảnh tượng hết sức rối ren. Nhiều ý kiến cho rằng nhân quả báo ứng và nghiệp quật vẫn đang đổ dồn lên đầu của Trung Quốc vì những tội lỗi của mình gây ra cho các nước trong khu vực. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem 3 con tàu hải cảnh, một con tàu khu trục mang theo rất nhiều tên lửa và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương cùng tàu dân quân biển và giàn khoan tiến ra ngoài Biển Đông để gây hấn với cả các nước trong khu vực. Đây là một trong những hành động được leo thang và làm ảnh hưởng tới an ninh ở khu vực Biển Đông. Đề nghị phía Trung Quốc phải ngừng ngay những cái hành động của mình, nếu không mẹ thiên nhiên cùng đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là sẽ tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình thay cho một số nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày đêm không có ánh sáng mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc gần 3 tháng vừa qua chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối và u ám bởi vì những cơn mưa to và rất to liên tục xuất hiện. Những cơn mưa này đã dội hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Đông của phía Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho mực nước tại 533 con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo lũ cấp 1, cấp cao nhất. Không những thế, hơn 60 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc còn liên tục xuất hiện lũ quét, sạt lở động đất, vỡ đê, vỡ đập, vòi rồng, trong đó có cả cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, có một tin được cho là rất xấu và đáng buồn đối với Trung Quốc, khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nước này cho biết, Bắc Kinh tiếp tục đón nhận những thông tin được cho là rất xấu bởi những trận mưa lũ và lũ quét, sạt lở, thậm chí còn xuất hiện thêm 3 cơn bão từ nay cho đến hết tháng 8, thậm chí nó còn lan sang cả nửa đầu tháng 9. Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Nhiều khả năng nó sẽ gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những khu vực nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Quảng trường Thiên An Môn, Bến Thượng Hải tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước lũ. Nhiều nhà ga, sân bay, bến cảng, bệnh viện, trường học ở nhiều thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hà Nam, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh vẫn xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở nhiều tuyến đê bao có thể sẽ bị vỡ. Điều này đang làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì vậy, giới chức cao tăng của nước này vào chiều ngày hôm qua đã phải cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự gồm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Oánh và ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Văn Thành, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhiều thành phần khác. Được biết, cuộc họp gấp vào chiều ngày hôm qua là để tìm ra những phương án để chống chọi lại với cả tình hình và thiên tai đang hoành hành tại Trung Quốc trong hơn 60 ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên,
các nhà quan sát cho biết không có một phương án nào hữu hiệu và tốt bằng phương án chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ phải ngồi cầu nguyện sám hối về những tội lỗi của mình gây ra đau thương cho cả thế giới, đặc biệt là đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, để bây giờ thế giới đã có rất nhiều người nhiễm chủng COVID-19. Đây chính là tội ác của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong hơn 2 tháng vừa qua, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ bão, tố liên tục ập vào Trung Quốc. Ngoài ra, lũ quét động đất thường xuyên xuất hiện, khiến cho nhiều khu vực nổi tiếng của nhiều tỉnh thành phía Trung Quốc bị đánh sập. Trong đó có khu Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những khu mà có niên đại lên tới 2.000 năm, nổi tiếng trên thế giới, cũng bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hàng ngàn ngôi nhà kiên cố đã bị lũ cuốn trôi, 13.447 căn nhà bị hư hỏng nặng, 80 triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Hiện tại, theo ghi nhận thì đã có 6.378 ô tô bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn hecta cây trái hoa màu bị tàn phá, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 180 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số thiệt hại nặng nề nhất mà Trung Quốc từng hứng chịu bởi thiên tai và dịch bệnh. Điều này đã làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dịch vụ và nền kinh tế của Trung Quốc. Đây được cho là những điều đau thương mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay dội xuống đầu chính quyền ông Tập Cận Bình thay cho các nước trên thế giới vì những tội lỗi mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập đã gây ra cho nhân loại không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất đen đủi đối với Trung Quốc nhưng lại là tin rất vui cho Việt Nam khi cơn bão số 4 ở ngoài Biển Đông vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam của nước này tiếp tục căng mình, chống chọi lại với cả mưa lũ. Còn Việt Nam thì chỉ gây ra hiện tượng mưa to mà thôi. Theo tờ báo quốc tế cho biết, bão số 4 mang theo những cơn mưa dữ dội dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Vào đêm ngày hôm qua 30 tháng 6 đến rạng sáng ngày hôm nay 1 tháng 7, bão đã đi qua quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc và tiến thẳng vào bến Thượng Hải cũng như tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông. Sau đó nó xuyên sang thủ đô của Bắc Kinh gây ra ngập lụt. Toàn bộ và tất cả các tỉnh thành mà cơn bão quét qua đều bị đánh sập. Toàn bộ hệ thống cây cối, đường xá thì biến thành sông ngòi, ô tô trôi lênh láng. Ước tính thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo quốc tế cho biết, cơn bão Infa, cơn bão số 4 vào chiều ngày hôm qua bắt đầu đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc, mang theo gió mạnh lên cấp 13, giật cấp 14. Đây là một cơn bão siêu mạnh và mạnh hơn tất cả những cơn bão từ đầu năm đổ bộ vào Bắc Kinh. Và khi nó đi qua tất cả các vùng miền nào của Trung Quốc thì vùng miền đó đều biến thành sa mạc. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, và bản tin vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Infa tiến vào đất liền của Trung Quốc. Nó đã càn quét một loạt các tỉnh thành phía Nam, phía Đông của nước này, gây ra ngập úng nặng nề và rất nhiều nơi bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hiện thì đã có khoảng 3.000 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 1.600 căn nhà khác bị hư hỏng nặng, và toàn bộ hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Hiện thì thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn đang bị ngập từ 3 đến 4 mét. Những ngôi nhà ở thành phố Quảng Đông cao từ 8 đến 9 tầng thì bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại cơn bão số 4 mang tên Infa đang tàn phá hết sức kinh khủng đối với cả đất nước Trung Quốc và người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải chịu tội. Tại Trung Quốc thì tính đến ngày hôm nay đã trải qua tổng cộng là hơn 60 ngày đêm không biết ánh sáng của mặt trời. Mưa chồng mưa, lũ chồng lũ và bão tố liên tục hối đầu nhau đổ sập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử đang báo động cảnh báo đỏ ở mức cao nhất. Nhiều khả năng cơn bão số 4 Infa sẽ đánh vỡ con đập Tam Hiệp. Và nếu như nó bị vỡ thì thảm họa của nó xảy ra là vô cùng kinh khủng. Kính thưa quý vị, cơn bão Infa hay còn gọi là cơn bão số 4 đang càn quét đất liền của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc vào bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Infa đã đổ bộ từ Biển Đông tiến vào quần đảo Hải Nam, tàn phá tất cả những cái căn cứ quân sự và cảng biển cũng như tàu biển của phía Trung Quốc ở hòn đảo này. Sau đó nó tiến sát vào bờ biển của tỉnh Quảng Đông và bây giờ thì nó đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Hiện tại thì thảm cảnh lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết nhiều nhánh sông và nhiều con đê nằm trên sông Dương Tử. Con sông Hoàng Hà, sông Mê Công đang nguy kịch và nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây.
nhiều tờ báo của Trung Quốc cho biết một nhánh sông Dương Tử đang gặp nguy hiểm và 10.000 dân đang mắc kẹt trong biển bùn sau những trận mưa lũ kéo dài trong suốt gần 3 tháng vừa qua, chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin lũ lụt Trung Quốc khiến cho sông Bạch Thủy, một nhánh của con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà rơi vào tình cảnh nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua, đỉnh lũ đo được tại con sông này lên tới gần 5 mét. Như vậy là đỉnh lũ đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm cấp bách kể trên, Sở Thủy Lợi cũng như Trung tâm Cảnh báo Động đất Sóng Thần của Trung Quốc đã phát đi thông báo đề nghị người dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong rạng sáng ngày hôm nay để lên những đỉnh núi cao tránh trú. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon ngủ không yên khi liên tục mưa to gió lớn, động đất sóng thần, bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc. Hơn 60 ngày đêm vừa qua chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Tính đến 24 giờ đêm ngày hôm qua, 30 tháng 6, mưa lũ đã làm hỏng gần 50 km đường cao tốc nối từ tỉnh An Huy sang Phúc Kiến và đánh sập một con đường cao tốc nối từ tỉnh Hồ Nam sang tỉnh Hồ Bắc, buộc chính quyền địa phương của các tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Giang Đông, Thượng Hải, Thâm Quyến đang điều động đội hình cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp để cứu những người dân đang bị mắc kẹt bởi bão tố. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Thống kê Nhanh của Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 Ifa đã làm thiệt hại vô cùng nặng nề với con người và tài sản. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng tầm 80 tỷ nhân dân tệ. Đây là một con số rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc. Trong vòng 60 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về và nhiều khả năng nguy cơ vỡ con đập này là rất lớn. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon ngủ không yên. Chính quyền của ông ta hôm qua đã điều động gấp 5 tiểu đoàn và một sư đoàn mang theo rất nhiều máy móc thiết bị để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Không biết tình hình con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc có qua được cơn bão số 4 Ifa hay không, thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị về tình hình mưa bão ở Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!